Tàu Cảnh sát biển 4038 lần này ra khơi còn có thêm các thành viên của Ban chỉ đạo IUU tỉnh Phú Yên. Trên biển, việc tiếp cận với tàu cá của ngư dân là rất khó khăn, nhưng các thành viên trong đoàn cũng nỗ lực lên tàu. Ngồi kiểm tra, rà soát giấy tờ theo quy định, hoặc phát tờ rơi để ngư dân nắm bắt các thông tin và thực hiện tốt các quy định liên quan đến IUU của các chiến sĩ cảnh sát biển, thì việc lắng nghe, chia sẻ của ngư dân cũng là công việc không thể thiếu của các thành viên trong ban chỉ đạo. Ngành nghề kia lưới quay là của nhà nước là cũng được ưu tiên cho bà con tụi em được hoạt động trên vùng biển Việt Nam mình. Đó là cái cầu mong của tụi em, thì là ví dụ như có cái điểm nào mà bà con ngư dân chưa có nắm rõ được sai suốt thì tư vấn cho nó rõ ràng. Để đẩy mạnh các hoạt động về phòng chống khai thác IUU, thì ngoài các công việc thường xuyên phải thực hiện, Ban chỉ đạo IUU tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác của ngư dân trên biển. Trong hơn 20 tàu cá mà đoàn công tác đã tiếp cận trong 3 ngày ra khơi, thì hầu hết đều thực hiện đúng các quy định về phòng chống khai thác IUU. Thêm được cái hoạt động khó khăn của ngư dân mình, của người dân mình trên biển. Để qua đó chúng ta tìm cách tuyên truyền vận động, rồi vừa hỗ trợ bà con, nhưng mà cũng vừa phải là xử lý nghiêm để dần dần từng bước đi vào nền nếp. Chuyến đi này thì Ban chỉ đạo IUU đã chỉ đạo tất cả các cơ quan ban ngành, trong đấy có các huyện ven biển của tỉnh đều tham gia, và lãnh đạo các huyện này đã cũng đã nắm bắt được cái khó khăn của bà con, cũng rất là quyết liệt trong cái vấn đề là xử lý các hành vi vi phạm về IUU. Chương trình tuần tra kiểm soát trên biển là hoạt động mới của tỉnh Phú Yên, và thông qua các chuyến ra biển như thế này, Ban chỉ đạo IUU tỉnh Phú Yên sẽ trực tiếp biết ngay trên biển người dân đang gặp khó ở đâu, hay thái độ thực hiện các quy định trong khai thác trên biển của người dân như thế nào, để từ đó công tác chỉ đạo sẽ bám sát thực tế, đảm bảo tiến độ thực hiện có hiệu quả nhất các khuyến nghị của EC về IUU.